báo hiếu trả nghĩa mẹ chuyện ngắn nguyễn công hoan đây có phải nhà ông chủ ô tô con cọp hay không phải ông hỏi gì thưa cụ ông chủ có nhà không ạ à? ông ấy đi vắng chưa về thưa cụ tôi hỏi thế này khí không phải cụ có phải là cụ sinh ra ông chủ tôi không ạ à? không phải con vú giả đây người khách đương luống cuống sượng sùng vì sự mình lầm con vú giả với mẹ ông chủ thì trông thấy một người đàn bà béo tốt và trẻ ở nhà trong đi ra đến sân. Muốn cho khỏi lầm lần thứ hai, người khách vội hỏi ngay người vú, kia có phải là bà chủ không? Không phải, đấy là mẹ đấy, câu trả lời dấm dặn, đáng lẽ làm cho người khách phải luống cuống sượng sùng lần thứ hai, thì trái lại, người khách nhận thấy vẻ mặt uất ức những sự giận dữ của bà cụ tự xưng là vú già và người được giới thiệu là mẹ, nên nhanh trí hiểu ngay rằng không những mình không lầm lần thứ hai mà lần thứ nhất mình cũng hỏi đúng tất là trong gia đình này Đường có sự xung đột mẹ chồng nàng dâu chi đây cộng cộng tôi lấy cậu là vì ái tình của tôi đối với cậu thì tôi chỉ biết có cậu ngoài ra tôi chẳng biết thằng nào con nào ở nhà này cả cậu ngu lắm cậu không biết bảo bà ấy thôi người già vẫn hay trái tính mợ nên biết nhìn mợ ở với tôi cả đời chứ bất quá bà ấy sống được mấy nữa bà ấy ở đây ngày nào tôi ê trệ ngày ấy đấy cậu xem hôm qua đấy một suýt nữa mà bà ấy vào cửa trước thì có họa mặt mình là mặt mo cậu chỉ nói dối tôi cậu đuổi bà ấy sao bà ấy còn đấy tôi không đuổi thì tôi chết mợ cứ chửi đứa nào nói dối mợ chẳng tin mợ hỏi lại thằng bếp mà xem nhưng chắc bà ấy phải đi bộ mà về nên lạc đường mới trở lại tôi đã bắt bà ấy mai phải về rồi đồ mặt dày thế mà không biết nhục sao nó không chết đi cho người ta nhẹ nở. Thôi, mợ nói vừa chứ, tôi không nói vừa, cậu bênh mẹ cậu à. Ôi giời ơi, đây, cậu giết tôi trước đi. Ôi hàng phố ơi, con gái già nó hại tôi. Tôi xin mợ, tôi van mợ, tôi lại mợ, cậu buông tôi ra, tôi không để con mẹ ấy yên đêm nay được. Cộng cộng sáng hôm sau, ở cửa nhà ông chủ xe cao su kiêm chủ hãng ô tô, con cọp, người ta trông thấy căng cái màn đen diềm trắng mà đi trên hè, ai cũng ngửi thấy mùi khói hương, khói trầm, thơm phức. Trong nhà có đám tang, phải, bà cụ dinh ra ông chủ mới tạ thế hồi đêm. Trong nhà trong, thằng bếp thì thào hỏi con vúng, cụ tức bà, rồi cụ uất lên mà chết, phải không chị? Con vú nháy mắt, trò tay vào cổ, nói, thắt. Thằng Quýt nghe thấy, bĩu môi, trò vào mồm mình, chỗ này đèn những máu, trông ghê quá, đích là thuốc độc quất lên mà chết, thắt cổ, uống phải thuốc độc, chẳng đúng, chúng nó nói láo tuét hết. Quân bạc thế đấy, đem cắt lưỡi chúng nó đi, ai muốn rõ nguyên nhân vì sao bà cụ tạ thế, thì hãy đọc tờ cao phó sau này, sẽ biết, chúng tôi lấy làm đau đớn, cao phó để các cụ, các quan, các ông, các bà biết cho rằng thân mẫu chúng tôi là, cụ Trần Thị Y Hường Thọ 67 tuổi, chẳng may tụ bệnh, đã tạ thế ngày 15 tháng riêng, năm quý dậu tức là ngày 9 February 1933, tại nhà riêng chúng tôi, phố P, số 15. Chúng tôi định đến ngày Chủ nhật 12 February 1933 hồi 8 giờ sáng, sẽ làm lễ an táng tại nghĩa địa hàng tình. Cô Ai Tử, Nguyễn Văn Đê, Hôn Tử, Nguyễn Thị N, Đồng Gia Đẳng Khấp Bái. Lời cáo phó ấy đăng lên 10 tờ báo hàng ngày, lại in riêng thêm 1.000 tờ nữa thành ra ngót bốn vạn tờ ở nhà biêu điện bay ra như bươm bướm khắp các nơi, khiến các cụ, các quan, các ông, các bà, ai thấy cái tin đau đớn bà cụ thụ bệnh mà tả thế, cũng phải giật mình mà vội vã đến thăm viếng, và chia buồn cùng người gặp lúc vận hạn. Cộng cộng rồi đến đúng 8 giờ ngày 12 February, đám tang cử hành. Đầu tiên, năm lá cờ ngũ hành phấp với theo chiều gió. Rồi đến ông Thiên Lôi, bà La Sát, Cao Lênh khênh đi hai bên. Một đoàn trống cả dùng dinh tùng dinh, đi xung quanh chiếc trống cái, mà những phu đều áo nỉ đỏ, nón giấu sơn. Kế đến một cái kiệu Long Đình Sơn son thiếp vàng, thong thả tiến từng bước, trông rất uy vệ trững chạc. Theo sau Long Đình là bốn chiếc xe nhà bóng nhoáng, trên có bốn vị sư, mỗi vị đi hai lòng, rồi ước trăm bà vãi đội cầu dài rằng rặc, mỗi bà tay cầm phướn, miệng tụng kinh ầm ầm. Một cây minh tinh cao mất nghều đi trước một bức chướng vóc như căng ngang đường Có bốn chữ quen quen là dĩ sơn vân ám to tướng Đoạn đến hàng hai trăm câu đối Cây vàng, cây trắng, cây đen, cây tím, cây xanh, cây bằng sa tanh, cây bằng vóc, cây bằng lượt, cây bằng giả Xếp hàng đôi, mà trẻ con cầm đứa nào cũng mặc áo dài trắng Những câu đối ấy toàn chữ nho khó đọc cả Duy thở lạc khoản thì dễ nhận hơn Có chữ giống như thẻ bài ngà của cụ thượng có chữ trên thì dậm gì khó đọc, nhưng dưới thì là chữ lâm muốn chừng là hàn lâm. Có câu thì người ta bảo là của cụ lớn bố tránh. Có câu thì trông rõ ba chữ bắc kỳ nhân, rồi có ba chữ cuối mới đến tên. Nói tóm lại, nhiều quá, không ai nhớ hết, vì còn những câu của ông phủ, ông huyện, ông tham, ông phán chi chít những chữ nho là chữ nho. Sau đoàn câu đối thì là bốn năm cái bản độc, rước đồ tam sinh với các phẩm vật cứ đổ mặn lại sen đổ chay, mà cuối cùng, là con bò thui to cách. Bàn nào bàn nấy chẳng chịt những dây vải trắng tinh, đường mỏi mắt về nhìn các nghi vệ, thì khách qua đường lại đinh tai về nghe đội kèn Tây thuê tự Hà Nội về. Họ ăn mặc như lính Tây thổi những bài rất hùng hồn, như muốn dục người hăng hái ra trận. Cái linh xa tám người khênh, thong thả đi nối ngay sau phường kèn. Trong linh xa, khói hương trầm bay nghi ngút, giữa có bức truyền thần vẽ sơn, mới xong tối hôm trước, để kịp rước. Bà cụ thì mặc áo gấm và đi giày vân hài, nào hoa tai, nào hột vàng, nào chắp đồi mùi, nào ống nhổ xứ, ai trông cũng đoán được nhà giàu. Đi sau linh xa, Sa, phường bắt âm đưa những bài lâm khốc, như than, như khóc, như oán, như hờn, nỉ non, rên rỉ, nghe buồn chảy nước mắt được. Một người khăn trắng, thắt lưng xanh ra ngoài, dơ cái phèn lên mà đánh để ra hiệu cho bọn khanh cưỡng thỉnh thoảng để trả lời tiếng phèn rè, một hồi phách nổi lên lách cách như tiếng nhái kêu cái nhà táng thừa mấy hôm trời thợ cả phố làm suốt ngày thâu đêm mới kịp và mới vừa lòng ông chủ vì nghe đầu đắt đến trăm hai bốn mươi hai người khanh đòn cưỡng khi tiến khi quành đều đều tăm tắc trong nhà táng là quan tài sơn son thiếp vàng rất đẹp người ta bảo sắm mất hơn sáu chục trong cái phương du đi sau nhà táng thì họ hàng thân thích chen lách mà bước từng bước một tiếng khóc than kêu gào thảm thiết ai nghe thấy cũng phải não lòng người ta bảo là bọn khóc mướn nhưng lấy gì làm chứng rồi đến hàng nghìn người các cụ các quan các ông các bà giặt những chỗ thân thuộc đi theo sau cuối cùng thì ba bốn chiếc ô tô xình xịch tiến dần và hai ba chục chiếc xe nhà như nêm khúc đường chật hẹp. Được xem cái đám ma linh đình uy vệ là thế, thì ta nên khen người hiếu chủ đã khéo trả nghĩa mẹ. Mà nhất là nếu trông thấy người ấy, ta lại càng tâm phục cái bụng hiếu thảo, không bến không bờ. Người ấy mặc đồ xô gai, chứ còn bụng dạ nào mà nghĩ đến áo quần cho trải chuốt. Đi trước cứu thì giật lùi từng bước, lúc nào cũng bưng miệng mà khóc, còng lưng xuống mà khóc, đến nỗi phải chống gây. Vậy mà có đủ vững được đâu? Mấy hôm nay, vì thương mẹ quá thành ra ốm yếu, họ hàng sợ người ấy ngã lăn ra, cho nên phải cử người đi kèm, vừa che ô, vừa ôm chặt lấy ngang lưng cho đỡ khuỵu. Người ta lại sợ hiếu chủ thương mẹ quá đập đầu vào quan tài, lỡ chết thì hoài, vì lúc trong bụng bối rối vẫn hay sinh liều, nên phải biện cái nùn rơm để chít quanh đầu, thì dù có đập mạnh đến đâu, cũng không đến nỗi vỡ sọ. Người con dâu mới lại đáng ái ngại nữa chứ, khốn nạn. Mấy hôm nay, người này kêu khản cả tiếng, khóc hết cả hơi. Mà ông trời độc địa, cứ khăng khăng bắt bà cụ, hơn một ngày không ở, kém một ngày không đi, để bây giờ dâu con không có mẹ mà hầu hạ. Lắm lúc lại như thù giận lỗ phi nhân đạo, họ cứ nhẫn tâm khanh cữu đi, thì nàng dâu lại nằm lăn ra đường mà chắn lối, rồi lại kêu gào rầm rầm. Lúc hạ huyệt mới càng thương tâm, áo quan chưa ngắm đúng hướng, người ấy đã nhảy đánh tục xuống mà nằm thẳng cẳng ra, ôm chặt lấy mà hờ, mà khóc. Rồi quá lắm, đến nỗi ngất đi, nếu bốn năm người không lôi dậy và không tốt khuyên, thì có lẽ người ấy còn muốn sống làm gì. Thả đi theo mẹ còn hơn chịu bơ vơ như chim mất tổ. Não lòng thay, bà cụ ở dưới suối vàng, có thiêng trăng tá, giá bà cụ biết rằng mình được con nó báo hiếu, làm đám ma long trọng giường này, thì hẳn cũng ngậm cười mà nhất là giá bà cụ lại trông thấy trước rằng con trai và con dâu mình nó thương mình quá thế thì chắc lúc thụ bệnh cũng chẳng đành tâm mà nhắm mắt chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa